sau 2 tháng chuẩn bị tất cả các công tác hậu cần của Ban Công tác Xã hội và Ban điều hành cái chuyến caravan này, thì hôm nay chúng tôi đã thực hiện một số cái chương trình rất là mỹ mãn và cũng được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Bình Thạnh và Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh hết sức hỗ trợ, và tất cả các anh em trong đoàn caravan cũng là đồng thuận cùng với Ban Công tác Xã hội làm rất là tốt cái chuyến công tác thiện nguyện này. Cùng với hội doanh nghiệp tham gia trong công tác xã hội để giúp đỡ người dân nghèo tại huyện Ninh Phước, để là giúp đỡ bà con nghèo ở đây. Với sự nhiệt tình và cộng như là sự động viên của ban lãnh đạo hội thì là số thành viên tham gia thì cũng đạt theo cái yêu cầu đặt ra của đoàn, và đến ngày hôm nay thì sau 2 ngày diễn ra cái chương trình caravan này thì các cái hoạt động của đoàn thì cũng diễn ra đều tốt đẹp và đúng theo cái ý đồ mong muốn. Với Ninh Hải, với tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải năm 2022, qua đó cũng đã dành những cái tình cảm quý báu về và những cái
vật chất, tinh thần đến với Ninh Hải. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng hợp tác lâu dài trong tương lai với mục tiêu cùng hợp tác, cùng phát triển. Nhân dịp đón chào năm mới, kính chúc quý vị và gia đình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, hành thông trong công việc và cuộc sống. Xin trân trọng. I am not the same. It was not meant to. Và bây giờ thì tôi xin phép được tuyên bố cái buổi tiệc gala của đêm tối hôm nay do Hội Nhiều Bộ Ngành của chúng tôi tổ chức được bắt đầu. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị. They say I was broken. How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was